Rồi tiếp. Và giá gốc của bé em máy massage này, máy rửa mặt hai chế độ của máy rửa mặt Fresco được thiết kế siêu gọn thông minh, là chúng ta sẽ có công nghệ sóng âm T-Sonic nè, có 15.000 nhịp một phút cùng đầu cọ silicon kháng khuẩn siêu mềm và mảnh, giúp làm sạch sâu gấp 30 lần khi rửa hơn gấp 30 lần khi rửa mặt bằng tay. Và mặt sâu đây như nãy Yêu nói có thiết kế rãnh vân massage, nhiệt năng tỏa nhiệt 50 độ giúp massage làm mềm da, giãn nở lỗ chân lông và hỗ trợ đẩy tinh chất thấm sâu vào bên trong. Giá gốc của em này là 3.990.000. Và chúng ta có hai màu nhân ngày hôm nay trong phiên live của Ê, cho em miếng hộp hoa lan được không? Trong phiên live của em xoài, của bé xoài sẽ có giá là bao nhiêu ạ? 565k. Và không biết mấy mọi người có voucher app vào thì còn xuống giá là bao nhiêu, nhưng cũng ghi là còn 550k. Wow. 550k cho một cái máy gọi là rất là nhiều công dụng và nhìn rất là xịn sò nha mọi người. Cái đế chân để sạc pin đâu ạ? Như mọi người nhìn thấy trong hình ở đây sẽ có một cái đế chân sạc pin không dây ở nha. Trong hộp ở đây có một cái đồ hít để mình để vào. Và ở đây thì lên để hình cái màu hơi sẵn. Để em. Máy sẽ có hai màu và máy là hai màu chính xác là hai màu này nha. Xanh bơ và màu hồng ruốc nha mọi người ơi. Hình như cái đế sạc mình lấy ra rồi mọi người. Nếu chọn màu thì bấm mua cho nó chọn màu ha. 525k. Mọi người mua giá rẻ vậy. Và đây là máy rửa mặt này có công nghệ chống nước nha mọi người, và theo chuẩn quốc tế cho nên mọi người có thể yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng. Và cái đế sạc á có cái app mà mọi người có thể gắn treo trên tường luôn. Mà hiện tại nhờ mọi người tìm giùm cái đế nha để cho mọi người dễ hình dung hơn. Nhưng mà mọi người có thể nhìn trong hình nè, đây là một cái đế để chúng ta có thể để lên để sạc, và ngay phía sau lưng này sẽ có một cái miếng cao su để mọi người có thể áp dính vào trong tường để chúng ta có thể tiết kiệm được không gian của phòng cái nơi khu vực mình rửa mặt á. 496k. Wow. Tuyệt vời. Vì chúng ta có hai màu cho nên mọi người có thể bấm vào giỏ hàng nha. Mọi người có thể bấm vào giỏ hàng, sau đó có thể lựa chọn mà cái màu mà mình yêu thích. Hiện tại máy là đã được bán, lượt bán lên đến gần 500 lượt bán rồi đó mọi người ơi. Cho nên và đây là một sản phẩm của công ty Tingo cho nên rất là uy tín về chất lượng, mọi người an tâm nha. Mọi người cũng có thể bấm vào giỏ hàng để có thể xem được những cái phần đánh giá rất là chuẩn của khách. Sạc pin ngay tại chỗ. Ủa? Hình như là giá đang xuống nữa đúng không? 525k là giảm hơn so với hồi nãy rồi đó. Đấy, giảm hơn so với hồi nãy rồi, bởi vì máy ghi vừa xuống bằng 510 thôi. Trời ơi, 525 mà cả nhà. 525k. Từ 3 triệu mấy mà còn có 525k thôi. Quá mời. Cái video này quá mời rồi cả nhà ơi, tranh thủ liền ta thì cái bé mắt trên la nha. Muốn có một cái làn da sạch nè. Đó, nhiều khi mình đi ngoài đường về mình đây, mọi người thấy có hai cái màu cực kỳ xinh luôn, cái màu xanh bơ này, cái màu là kia thấy nhiều người thích lắm nè. Hai cái màu này rất là xinh. Rẻ dữ vậy. Nó rẻ chất lắm. 424 nè. Có bạn mua được 359 nữa kìa. Rồi, sao vô trời dữ vậy ta? 359 á. Wow. Mà mọi người ơi, cái chất gọi là silicon ở ngoài này á, rất là mịn, rất là mềm luôn. Và mọi người có thể rất là dễ sử dụng. Yêu thích màu này xinh nha. Dễ cầm á. Gọn nha. Nhanh chóng hơn đâu liền mọi người nha. Cái bản là từ 3.990. Trong livestream chỉ còn có 525k thôi. Và nhiều anh chị cũng chốt được có muốn mời không nữa. Nhanh chóng bấm mua và thanh toán. Mọi người quá tập trung để nạp pin năng lượng vào giữa đêm rồi đó. Cái bản rẻ quá. Được thông cảm không cả. Cái mọi người ơi, mọi người đừng có nhìn màu xanh trên này nha. Tại cái hộp này mình để ở ngoài lâu á, kiểu theo sương gió bay màu đó mọi người. Cho nên là cái màu này nó chưa đúng chuẩn lắm. Cho nên hai màu đúng của máy là như đây nè. Rồi, nhanh chóng bật cho tôi gửi. Đồng thời sẽ có một công nghệ sóng âm nữa. Nó quay làm chỗ là đông nghẹt nhỏ. Chỗ là đó đúng không? Dùng đầu cỏ thì con này sẽ hỗ trợ. Ngon không? Trời ơi, tôi gọi đó trời. Để da mình không hỗ trợ. Và
như nãy có giới thiệu, chúng ta sẽ có rất là nhiều công dụng với cái máy massage này. Với một cái con máy massage mà lúc đầu có giá là 3 triệu 990 nghìn, thì dĩ nhiên là những cái công năng của nó cũng phải phù hợp với lại, và chất lượng cũng phải phù hợp với mức giá đấy. Là đây là máy rửa mặt được hả? Một cái máy thiết kế rất là nhỏ gọn nè, sạc không dây nè, và chế độ làm sạch sâu giúp lại bỏ bã nhờn, mụn đầu đen, da chết một cách triệt để. Đây đây những cái gọi là đầu silicone rất là mềm, có thể gọi là vệ sinh sạch sâu vào những cái nơi mà gọi là ở gần những cái khóe mũi, khóe mắt như của chúng ta chẳng hạn. Và công nghệ sóng âm Seasonic 15 ngàn một nhịp cùng đầu cọ kháng khuẩn sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu hơn gấp 30 lần so với rửa mặt bằng tay nha. Và sau đó rửa mặt sạch xong rồi thì chúng ta quay lại. Quay lại phía sau này thì chúng ta sẽ có thiết kế những cái rãnh vân massage, nhiệt năng tỏa nhiệt 50 độ giúp cho mọi người có thể massage làm mềm da, giãn nở lỗ chân lông. Sau đó là hỗ trợ đẩy tinh chất thẩm sâu và nhanh hơn. Ví dụ mọi người đắp mặt nạ đi, rửa sạch xong rồi mọi người cũng làm biến gọi là thay dưỡng thì mình đắp mặt nạ. Trong lúc mình đắp mặt nạ thì mình có thể cũng có thể sử dụng cái máy này ở ngoài để mà giúp đẩy tinh chất vào sâu bên trong hơn và hiệu quả hơn. Đấy. Ồ, mọi người ơi, hiện tại giá chỉ còn 525k. Và nếu áp voucher, mọi người nghĩ có một, sẽ có rất là nhiều bạn có thể mua với giá rẻ hơn nữa. Bởi vì hiện tại máy của Gil là có giá 510k đó. Ủa anh, ví dụ mà mua tặng người yêu thì mua một gì vậy anh? Tùy người yêu của em style gì và gu gì nha. Style kiểu bánh bèo, tóc vàng rồi đó. Hả? Anh đây hả? Anh đây sao? Ủa, người ta đang hỏi tư vấn mà. Thì tùy thôi, nếu mà chắc là như vậy chắc sẽ thích màu hồng á. Cái gì mà 245k? Trời ơi, bà có nói xạo không vậy? Thì công vậy hay ghẹo ghiêu vậy? Hay ghẹo vậy? Phải điêu cái máy của mặt hôn chứ không phải là cái giá 2 đồng 2 cơ vậy. Hay là chắc là mọi người đang vô giỏ hàng để mua như là nước hoa hay cái gì khác rồi. Và máy rửa mặt này có công nghệ chống nước IPS7 nha mọi người, đó là theo chuẩn quốc tế. Mọi người có thể yên tâm sử dụng là một cách thoải mái, an toàn mà không lo lắng là máy sẽ bị dễ bị hỏng hóc hay bị vào nước. Bởi vì mọi người có thể thấy được cái thiết kế là bao bọc silicon hoàn toàn luôn, gần như không có kẽ hở luôn. Không có kẽ hở thì chúng ta có thể sử dụng rất là gọn, trừ dưới đây là sạc không dây nữa, cũng không có kẽ hở để mọi người cắm vào nữa, chỉ là sạc không dây hít vào như thế này. Cho nên gần như là chúng ta có thể chống thấm nước rất cao và cái độ bền sử dụng cũng cao nữa. Về khả năng chống nước là chống nước IPX7 nên là mọi người cứ thoải mái sử dụng rồi để trong nhà vệ sinh, không có lo là mình sẽ bị chập điện nha mọi người ơi. 490k, có bạn săn được 490k là quá đỉnh luôn á, tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là mình nên bỏ vô hàng rồi mình chốt luôn đi à, bởi vì cái giá ngày hôm nay là quá tốt rồi. À, các bạn hỏi là dùng cái này có đẹp được như anh không ạ? Nếu mà chúng ta chăm sóc kỹ cái da của mình á, và cái bước làm sạch rất là quan trọng luôn. Nếu mà mọi người làm sạch da tốt á, mà còn thêm có cái chế độ gọi là đẩy tinh chất vào da nữa, thì cái da mình nó sẽ được dưỡng tốt hơn, mà da dẻ tốt hơn thì mình sẽ vui vẻ tự tin hơn, đúng không ạ? Đúng vậy. Mà tự tin hơn thì sao nhỉ? Tự tin hơn thì vui. Vui thì sao nhỉ? Vui thì chết đi. Sao em thấy có vẻ bây giờ anh bắt đầu bứt mấy cái tháo bớt hả? nóng nực lắm hả anh? Nãy giờ anh livestream anh nóng lắm hả? Anh ổn em, ổn em. Ok, và mọi người ơi, mọi người tranh thủ có ai muốn đi tư vấn hay là cần thêm, nếu mà còn có thắc mắc gì về chiếc máy rửa mặt ngày hôm nay thì có thể comment và cho Ghi hỗ trợ nha. Bình thường á, deal hot của cái em này cũng tới tầm đầu giá đầu 6 và khoảng 509 thôi, mà ngày hôm nay ở phiên live của Xoài là có là 525k. Và nếu các bạn add voucher vào, hoặc là những bạn nào mà có hay lưu những cái voucher xịn á, voucher nhiều cho mình á, thì có thể được cái giá tốt hơn nữa. Xoài đâu ạ? Xoài đang đi thay đồ để chuẩn bị cho cái phần live tiếp theo. Vệ sinh.
pin xài được lâu không? À, đây khi sau một lần sạc thì xài được sẽ rất là lâu nha mọi người. Ờ, tất cả nếu mà một chiếc máy rửa mặt như thế này á, mà thường là em sử dụng là một tháng luôn em mới xài một lần á. Đó, tại vì một ngày em xài sáng rửa mặt luôn hoặc chiều rửa mặt luôn một lần mỗi ngày mình xài á, thì xài tầm từ 2 tới 3 tuần giúp em luôn nha. Nếu mà mọi người xài nhiều thì tầm 3 tuần giúp em, còn nếu mà xài nhiều hơn thì tầm 2 tuần thôi. Đó, thì mọi người xài giúp em nha, xài khá là lâu cho nên mọi người cứ yên tâm. Trong hũ liền giá còn có 530k cho một chiếc máy rửa mặt như thế này, trong hũ liền giúp em. Với một cái thiết kế rất là gọn nha. Đó, như là mô hình một chiếc ngón tay của mình đó để có thể là nhẹ nhàng hơn. Và cái đầu của em nó sẽ là đầu silicone cho mà mọi người massage trên da mặt mình không có bị rát, không có bị đau. Như cả nhà cứ yên tâm, chốt đơn liền giúp em bất lên la nha và giúp làm sạch xong cho mình cắt 30 lần luôn. Trong hũ liền tay giúp em bất lên la nha sẽ có cho mình là hai màu, màu xanh và màu hồng. Đó. Ồ, đó thì trang phục chốt đơn giúp em với Trela nha, mình bấm vào lựa chọn giúp em luôn xanh lá và hồng giúp em 530k cho một chiếc máy rửa mặt như thế này thôi. Quá nhiều khi với cái giá này rẻ quá thì mình mua hai cái mình massage mình rửa một lần cho ta gọi là nhanh hơn được. Má gì đó đúng không? Không, em thấy là nếu mình mua hai cái giống như ý anh nói là kiểu một tay này massage cho người này, một tay kia massage cho người kia thì có vẻ hợp lý hơn nhỉ? Cực quá em ơi, vậy cực quá. Welcome back. Welcome back. Bé thêm một nữa. Máy rửa mặt ạ. Bé thêm một nữa. Cái màu xanh. Rồi bây giờ bé nằm ra. Bé sạc pin nè. Nè rung thiệt nè. Đúng rồi, mà cái độ rung nó sẽ nhẹ nhàng nhau, có phải là rung mà rung tơi mặt. Đúng rồi. Đừng có tẩy trang người ta trên sóng nha. Cái đầu cỏ khi con này nó hỗ trợ khác không? Để hỗ trợ khác. Có bảo hành máy không? Lần trước ở phiên live trước hình như là máy có bảo hành nha mọi người ơi. Khi mà mọi người mua thì có thể liên hệ với lại bên brand để hỏi thêm về những thông tin TikTok shop để biết về thông tin bảo hành và máy có bảo hành hình như là 12 tháng á mọi người. Dạ đúng rồi ạ. Rồi mọi người tranh thủ chốt đơn liền giúp em nha. Đang có giá tốt rồi cho nên anh chị mọi người gọi anh là chồng kìa. Anh ơi, phát cho mọi người nghe. Đâu mà mọi người gọi chồng quá trời kìa đúng không? Đọc nè. Có nhiều mà. Rồi, mọi người lên đơn nha. Cái mã này sao chê dữ vậy? Cái làm cà giảm sao chứ? Thấy ok quá nè. 525k. Bây giờ giảm lên hả? Cũng vẫn còn giảm luôn. Nhưng trên lập có 5.000 trong lúc nãy thôi thì tranh thủ mà sang ngay. Anh thấy không? Số lượng vô trời là phải mới điêu đúng không? Rồi, cho nên cả nhà tranh thủ với em nha. Rồi, nhanh chóng ra tay chốt đơn liền với em ở trên khung giờ livestream nữa nha chị mọi người nhá. Rồi. Ok rồi, nếu mà hiện tại là mình chưa biết là công dụng của máy ra sao thì cứ comment em sẽ hỗ trợ hướng dẫn tư vấn làm sao có thể là mình sử dụng máy kỹ hơn nha. Hỏi là lai áo chưa shop, lai áo ở trong giỏ hàng đã được các giá rồi đó, mình cứ vào trong giỏ hàng bạn chọn đúng mã đúng đơn luôn nha. Rồi. Đó. Rồi mình đang quay tâm mã số máy còn bao nhiêu, mã số em hỗ trợ em lên deal nha để có gì em hỗ trợ tư vấn kỹ hơn. Rồi bạn hỏi là có nhiều cấp độ không thầy? Dạ có. Nhà đi nha mọi người ơi, cho mọi người bấm vào sẽ có cho mình đây. Hey, mời em. Dạ đây đó, mình khi mà mình bấm vào nút đây mình bấm vào cái nút nguồn nè. Đó, thì mình sẽ tăng lên từ từ nè. Đó, lên tăng theo cái độ giảm của mình tùy theo thôi, và mình có thể mình gia giảm xuống giúp em luôn. Mình tùy theo cái độ mạnh của mình. Đó, lên và xuống giúp em nha, ví dụ mình muốn nhẹ hơn thì mình giảm xuống. Đó thì em nó sẽ gia giảm lại cho mọi người, còn nếu mà mọi người muốn tăng hơn thì tăng lên. Đó, thì cái độ rung nó sẽ mạnh hơn một xíu. Đó. Xíu. Dạ, nha nhạy cảm sử dụng được giúp em luôn, cho chị thì yên tâm giúp em luôn. Tại vì cái bề mặt là silicone nó khác một cái rồi nên nó sẽ nhẹ nhàng trên làn da. Và mình có thể là chọn cái độ nhẹ thay vì chọn cái độ mạnh đối với cái làn da nào dầu và nhiều nước sừng nha. Đúng rồi. Rồi mọi người tranh thủ liền nha, đang có voucher giá tốt rồi, tranh thủ chốt đơn liền giúp em mới lên đây. Một cái chiếc máy rửa mặt với lại những cái tiêu chuẩn quốc tế như thế này và rất là an toàn và có chế độ kháng khuẩn nữa. Và bình thường với một cái giá gốc là 3.990.000 mà ngày hôm nay với cái giá ưu đãi là hiện tại trong hình như là 525k phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. 530k mang về cho em luôn một chiếc máy massage rửa mặt như thế này quá xinh rồi. Cả nhà tranh thủ liền giúp em mới lên like nha. Chóng nha, còn 5 phút nữa thôi là sẽ phải qua brand nào đó. Nên nếu như bạn đang quan tâm cái máy rửa mặt nè để hỗ trợ làm cho cái làn da của mình giảm cái vấn đề của mặt của thanh long cũng như là sợ nãy giờ gặp được người thì nước canh của bấm mua và thành toán rồi, cả nhà tranh thủ bấm nút mua và thanh toán liền giúp em nha. Rồi nhanh
mình tranh thủ liền với em đi với cái mặt thiết kế cho mình là cái mặt vòng tay bắt tay nha, cho nên rất là thoải mái luôn. Đây rồi. Đây nè. Thì đang nằm xong một cái lớp đó thôi chứ không phải một cái cục. Đúng rồi, thì đấy mọi người, đây là cái đế sạc pin nè, xinh không? Quá xinh. Mọi người vẫn có thể áp áp vô tường luôn nha. Và bây giờ là cái này là sạc không dây, mọi người chỉ có để lên đây và sạc thôi. Nó có cái 500 hết cho mọi người đấy. Cái 500 mắt ngỡ, cho nên mọi người khi mà mình rửa mặt á, mình để ngay cái vùng rửa mặt của mình á là cũng không có cái tình trạng như là nước vào cái để cái tẩm điện của mình, tại vì nó sẽ có chống nước cho mình luôn. Rồi, tranh thủ liền giúp em ở trên like nha, chỉ còn cũng đúng 4 phút nữa thôi là qua quen rồi, tranh thủ liền. Có một cái bản hướng dẫn sử dụng luôn. Cho nên khi mua mọi người sẽ nhận được một cái bản hướng dẫn sử dụng như thế này nữa, và có cả tiếng Việt, cho nên mọi người có thể an tâm là mình có thể có biết rất là nhiều cách sử dụng đúng cách nha mọi người. Đây là tiếng Anh, đây là tiếng Việt. Được bảo hành luôn, cho nên nhận hàng về có điều gì mình cứ nhắn tin cho TikTok Shop để được hỗ trợ cho mọi người luôn. Tranh thủ liền giúp em ở trên like nha cho anh chị nha. Rồi, thời hạn bảo hành là 12 tháng nha. Nếu như trong quá trình sử dụng gặp bất kỳ vấn đề gì cứ nhắn tin trực tiếp cho TikTok Shop để nhận hàng các bạn nha. Nếu mà lỗi kỹ thuật là được 1 đổi 1 nha mọi người. Đúng rồi, lỗi kỹ thuật sẽ được hỗ trợ 1 đổi 1 cho mọi người luôn. Tranh thủ mọi người chốt đơn liền giúp em nha, còn khoảng là 3 phút nữa ho là qua rang rồi. Tranh thủ liền giúp em ở trên like nha. Rồi, chị nào chưa biết là chốt đơn mã nào cứ lên comment để các em còn hỗ trợ tư vấn thêm. Rồi nếu bạn hiện tại đang thấy giá 5.30 cứ yên tâm và chốt đơn liền tay để em ở trên like nha. Còn 3 phút nữa là nhà mình sẽ qua tiếng Hoa nha mọi người ơi. 3 phút nữa chúng ta sẽ qua deal và deal và brand tiếp theo sẽ là tiếng Hoang. Cho nên bây giờ bạn nào đang quan tâm thì nhớ tranh thủ bỏ vào giỏ hàng nha. Còn bạn nào đang chờ đợi brand tiếng Hoang thì có thể chuẩn bị sẵn sàng khởi động khớp tay khớp chân được rồi. Để mình luyện ngón tay bỏ sản phẩm vào giỏ hàng và chốt đơn nha. Đúng rồi nha cả nhà nha, tranh thủ chốt đơn liền giúp em ở trong giỏ hàng nha. Rồi, còn 3 phút nữa thôi cho mọi người tranh thủ chốt đơn nha. Nhanh chóng nhanh tay thì các em ở trên like 3 phút nữa hoặc là em qua đưa tiếng Hoang luôn. Nhanh chóng đi. 2 phút nữa là qua luôn rồi mọi người, nhanh chóng chốt đơn nha. Đúng rồi, em mời mọi người chốt đơn. Hôm nay giá giảm của máy rửa mặt này có thể nói là lên đến 85%. Wow, một cái độ giảm rất là sâu luôn. Rồi, tranh thủ nha, trời ơi, đặc sắc lên 999 rồi. Trời ơi, quá trời rồi đó. Đặc sắc lên 930 nha, cái giá rất tốt luôn. Cái máy này giá luôn ít là 3.990.000, như là gần 4 triệu lận. Nhưng trong livestream của Xoài chỉ còn có giá là 530k. Trời ơi, xịn quá, nhanh tay bấm luôn bà. Thành toán. Nãy giờ có ai mua được với giá rẻ hơn không ạ? Trước khi mình qua brand khác thì khoe với ghi một cái được không? Rồi, tranh thủ liền giúp em nha, chuẩn bị qua deal rồi, qua rang rồi, nhanh chóng liền. Dù khi là qua deal một cái là nhiều khi là hết deal giá tốt, thì cả nhà nha, tranh thủ liền giúp em ở trên khung giờ livestream nha. Mọi người đừng có bỏ sản phẩm trong giỏ hàng nữa, mà hãy nhanh tay bấm mua ba. Thành toán. Đây. Hả? Bông tẩy trang. Và loại bỏ các lớp trang điểm bụi bẩn và vải nhờn nè. Mọi người làm ướt cái khăn tẩy trang này cùng với nước ấm nha. Sau đó là thoa khăn lên mặt và massage nhẹ nhàng theo chiều vòng tròn, sau đó rửa sạch lại thôi. Có ăn tẩy trang không? Tẩy trang rồi đắp mặt nạ đi ngủ luôn nè. Dạ, thực ra thì không có đưa mặt nạ cho nên không có lên đi được. Đôi khi mình tẩy trang bằng pad hoặc cái thứ không, lâu lâu nó sẽ không có sạch sâu được đó. Thì đây cũng có thể là một cái khăn để hỗ trợ mọi người có thể gọi là làm sạch, giống như là mình tẩy tiếp bào chết nhẹ gì đó mọi người. Mình có 20 deal với giá 59k nha. Ủa, ta có cái hộp đựng như này luôn. Nó sẽ cực kỳ vệ sinh, nếu mà mọi người muốn đem đi ra ngoài đường hay là đem đi du lịch đó mọi người. Xinh nhờ. Dạ độ. Đúng rồi, cho nên cả nhà yên tâm nha, da nhạy cảm nè, hoặc là da mình đang dễ cái tình trạng dễ bị kích ứng á thì sử dụng được cái em luôn, cho nên yên tâm. Thì da mọi người mà không, nói chung là mình khi mình sử dụng á mình không cần sử dụng với nước tẩy trang luôn, mình sử dụng khăn kết hợp với nước ấm, sau đó mình lấy mình chà lên trên mặt nha, mình xoa mình chà lên trên mặt theo chỉ vòng tròn ha, sau đó mình rửa lại khăn thôi và mình dùng cho những bước tiếp theo. Bình thường giá sẽ là 990k nhưng hôm nay lên 20 cho mọi người với giá là 59k. Hồi không? Quá hồi. Mua. Nhanh tay bấm. Chốt đơn. Bà nào mà da mỏng 500 lần để tiết kiệm chi phí hơn cho mọi người luôn nha. Đúng rồi. Bà nào mà da mỏng á thì các bạn có thể yên tâm là đây sẽ là chất liệu rất là mềm mại luôn, nên là các bạn có thể an toàn sử dụng.
không mà cái này nó mềm thiệt, mềm mềm, mềm lắm. Và cái chất khăn rất là dày dặn nha mọi người, với lại mình sẽ thấm nước và khi mà mình massage nhẹ với lại trên mặt của mình sẽ không tạo ra bị gọi là bị rát á. Xài hơn 500 lần mình đúng rồi, xài đã 500 lần nữa một ngày. Tẩy da một lần thì xài được hơn 1 năm luôn. Năm đó, hơn 1 năm nha. Và có một cái hộp đựng để mọi người bảo quản luôn khăn tốt nè. Ủa hình như đang nhầm giá, à đúng rồi, đây rồi, giá đúng đây rồi. Và hiện tại giá đang có mức giá là 59k. 99k hay 59k? 59k, 59k hết rồi. À hết rồi, ừ, 59k nha mọi người, giá quá rẻ luôn á. Nhưng mà 59k bộ này giá tốt nè. Ủa? Quá. Mà giá niêm yết là 990 nha. Máy ghi vẫn đang được 59k nè. Ủa? Vẫn còn 59k. Ừ. Mọi người có thể dùng tiền nhưng dùng tài khoản khác để mọi người có thể có cái voucher tốt hơn nha mọi người ơi. Đúng rồi, cả nhà tranh thủ liền với em ở trên like nha. Chị nào chưa chốt đơn bây giờ mình tranh thủ lên tay mà mình chốt đơn. Tranh thủ đơn. Cái khăn này mọi người không cần phải dùng theo cái tẩy trang. Mọi người chỉ cần lấy khăn, đổ nước ấm lên, sau đó lấy cái khăn đó áp lên trên mặt và mình xoa, mình lau theo chuyển động cầm. Còn mình ngồi cho em nước ấm em. Tẩy trang online. Quy rồi anh. Tẩy trang xong đó mình này ngủ luôn. Mềm lắm, cái mềm mặt mau rất là mềm và khăn rất là dày dặn nè. Cái nghĩa thấm nước vô nó còn mềm hơn nữa. Da mọi người mà da nhạy cảm thì thích ứng thì đang có mụn sử dụng được luôn ha. Rồi nha, là sạch hiệu quả trên cái làn da của mình luôn nha. Như là cái bụi bẩn nè hoặc cái sợi bã nhờn của mình đó mọi người. Nó tranh thủ chốt đơn hàng với em luôn nha. Đặc biệt là như là cái chị á, cái chị mà mình hay đi chơi rồi nè, mình nhiều khi mình đến mới quen gì. Bóng tẩy trang. Đúng rồi. Nước tẩy trang rồi đó thì sử dụng những cái khăn lau mặt như thế này rất là tiện lợi nha. Đúng rồi, nhiều khi đem cái kia với một cái túi mình cũng nhiều quá. Cái này chỉ cần là một cái bình đựng như vậy thôi, mình mở một cái túi mình là rồi. Chỉ cần sử dụng thêm cái khăn thôi ha. Nhanh chóng lên đơn mọi người nha. Bình thường giá sẽ là 900k, nhưng trong online đang có giá là 99k. Rồi không? Rồi. Chưa? Dạ. Nhấn tay bấm. Vô. Bấm gì nè? Mua. Không biết ai mua. Dạ. Sản phẩm mọi người đã đợi từ hồi trưa tới bây giờ rồi nên mình nhanh chóng mình săn chút điều này để tàu qua với đi tiếng mang ha. Rồi ok mọi người ơi, tranh thủ liền tay là với em ở trên like nha. Còn chị nào đang còn có thắc mắc về sản phẩm thì cứ lên cho mình, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. Còn không là chuẩn bị em xin phép em qua đưa nha. Vâng ạ. Cuối cùng, 2 phút cuối cùng. Đây là những sản phẩm liên quan tới làm sạch. Nếu bạn nào cần một máy rửa mặt thì mọi người cũng có thể bấm vào giỏ hàng để tìm lại thông tin và cũng như biết giá của máy rửa mặt Pasco này nha. Còn không thì mọi người đang muốn tìm một cái sản phẩm để mình có cái sự tẩy trang làm sạch da hiệu quả hơn thì mọi người có thể tìm hiểu về em khăn tẩy trang này. Đây là một loại khăn rất là mềm mại, an toàn và không gây kích ứng cho da, dù là phù hợp được cho cả da nhạy cảm nữa. Làm sạch hiệu quả và loại bỏ lớp trang điểm bụi bẩn bã nhờn, trả lại cho bạn làn da tươi sáng. Nhanh chóng lên mọi người nha, còn 1 phút nữa là mình sẽ qua đi mục tiêu rồi. Bây giờ đang tìm cái dòng sản phẩm này để tẩy trang gọn nè, rửa mặt gọn nè, thì mọi người nên chốt ngay cái khăn này hoặc là mọi người chốt ngay cái máy rửa mặt luôn nha. Tại vì máy rửa mặt sẽ vừa là máy rửa mặt và vừa kết hợp được là tẩy tinh chất luôn để tẩm tóc sau và đẹp nha mọi người. Hiện tại điều giá của em khăn này là bao nhiêu ạ? 99k. 99k. Ủa? Sao ăn bao nhiêu? 59k hả? À, vẫn bất chấp em ạ. À không, view là khách hàng mới cho nên được cái voucher cao. Đúng rồi. Ok nha, rồi tranh thủ liền với em ở trên like nha. Cả nhà mình ơi, chuẩn bị 5 giây để cùng em qua deal nha. Nào chúng ta hãy cùng ném ngược 5 giây để qua deal nào. Mọi người tranh thủ chốt đơn nha. 5, 4, 3, 2, 1, qua deal. Không biết mọi thứ có thực sự kết thúc ở đây chưa nhỉ? Rồi là cái gì vậy à? Em không nghe rõ à? Vẫn chưa nghe được à? Ê, đây nè, ai cầm mic đi. Đây các bạn. Rồi đừng quên. Đây, thì để tôi. Đây nha. Chạy chút xíu.
trưởng đã làm tốt nhiệm vụ rồi. Tối nay tôi ngủ ngon rồi đó. Nhưng mà bị lấy nha các má. Rồi, ok, bây giờ mình lên liền giùm em cái áo cardigan của xài đi ha. Đếm ngược 5 giây qua lên đơn luôn nha. 5 4 3 2 1 lên điều. Rồi, ok luôn. Lên chưa? Ủa? Cardigan mà lên Yuri hả? Rồi, Yuri là áo mà xài đang mặc ở bên trong á, nhưng mà xài đang áo khoác áo là cho em mượn cái áo màu xám luôn đi. Mình áo. Còn giữ mấy cái clip cắt không chị? Cho xài mặc cái mấy cái clip đó đi. Áo xài đang mặc sẽ là màu trắng nha, và xài đang cầm cái màu xám luôn. Là một trong những cái màu mà rất là tôn da luôn. Khi mặc trên làn da mọi người sẽ thấy là da sáng hơn rất nhiều luôn, sáng hơn cỡ 1-2 tông luôn á. Nên là nếu như bạn nào da ngâm thì cũng đừng có ngại nha. Bây giờ mình lên áo cardigan của xài nha. Okay. Ngồi đi không sao đâu. Rồi. Ngoài ra là trên cái áo còn có những cái lỗ thoáng khí nữa, cho nên là mọi người dù có mặc trong cái thời tiết Sài Gòn bây giờ thì vẫn thoải mái luôn nha, không có sợ bị hầm bị bí đâu ha. Đúng rồi. Cả nhà tranh thủ chốt con thì với Benny chuẩn bị là 5 giây đến lượt lên đi thôi. Rồi, 4, 3, 2, 1, lên điều. Cái áo cardigan, áo cardigan. Rồi, đang lên chưa? Mọi người bảo là mình có chuyện nói. Mọi người ơi, xài nói từ sáng giờ, mọi người cho xài nghỉ một xíu thôi mọi người ơi. Rồi, để tôi nói giùm cho nha. Rồi, giá bình thường là 690, hiện tại trong live đang còn có 274 thôi. Nhưng mà hồi nãy giờ thật sự là xài mặt nãy giờ và em cũng rất là muốn biết cái gọi là cái ý kiến của cái anh hàng xóm là xài mặt áo này có xinh không ạ? Xinh. Chưa, để người ta nghe giọng. Quên mất nha. Có xinh không ạ? Sao anh lại quay lưng đi vậy? Anh không khen bạn xài của em xinh được một chữ à? Quá xinh nha. Và ngày hôm nay là điêu của xài nha mọi người ơi, xinh rất xinh luôn. Ơi. Ở ngoài tôi nói thiệt với mọi người, xài mặt cái này lên nó nhìn trắng bóc à, nhìn thấy cưng lắm. Nhìn rất là cute, nhìn kiểu... Ok nha, vậy mình sẽ đếm 3, 2, 1 để lên lại điêu nha. Ok, 3, 2, 1, lên điêu. Rồi. Ôi, sản phẩm đang có deal cực kỳ hời nha Suna ơi. Giá gốc là 690k, gần 700k mà ngày hôm nay là deal đang là bao nhiêu để em xem giúp chị nha. 274 mọi người ơi, 274 là mọi người sẽ có được gọi là chip moment với xoài non đó. Đúng, giảm gì là giảm rất là nhiều luôn á nha mọi người ơi. 250k. Wow, trời ơi. Dữ vậy, hồi nãy giờ nó chưa nhảy lên luôn. 250k thôi mọi người ơi, rất là rẻ luôn. Mà cái áo này á, chất vải rất là dày dặn nha. Mà cái màu rất là xinh. Ngoài màu hồng ra thì ở trong vỏ hàng còn có màu khác nữa. Có màu khác nha, Mỹ Đức chị có cả màu xám nha. Và form áo này thì sẽ là free size dưới 70kg là chúng mình có thể mặc vừa nha. Và nếu như bạn nam nào mà muốn mặc đôi với cả bạn nữ thì mình cũng có thể mặc với cả form áo này nha. Đây. Ok. Rồi, ở đây đang là na con có màu xám nữa nha mọi người. Rất là xinh luôn, dễ thương vô cùng luôn. Cái màu xám này tôi nói thiệt với mọi người, mặc lên là cực kỳ tôn da luôn á. Hai cái màu này màu nào cũng tôn da hết. Mặc lên nói chung là nhìn sáng bừng á. Mà tôi nghĩ á nha, tôi nghĩ thôi ha, là mình nên mua theo kiểu là mua đôi người nam á là mua màu xám, người nữ là mua màu hồng để thể hiện cái sự gọi là sao ta tự nhiên quên ngang vậy trời. Em nói gì vậy nào? Không, nhìn nó kiểu nó thôi qua đi mọi người, tôi quên cái khúc đó rồi. Nó rất là tự nhiên tôi quên rồi, tôi quên ngang tôi định nói cái gì rồi. Nhưng mà Suna thử cầm cái sản phẩm này ra thấy là chất liệu của nó có dày không? Dày, rất là dày, em cầm mà nặng tay luôn mà chị. Nhưng mà mặc lên á, hồi nãy em có khoác thử ở ngoài á, mọi người mặc khoác lên rất là thoải mái luôn. Nên là mọi người cứ yên tâm nha, giá đang rất là rẻ luôn, chỉ còn có 250 thôi. Đó. Rồi, từ đầu 6 mà xuống chỉ còn có đầu 2 thôi nha mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người đọc, mọi người comment á, tôi đọc được hết đó. Nhưng mà muốn có cái cục sạc cũng phải được nghỉ ngơi thì cục sạc mới sạc được mọi người hiểu không? Nên mọi người thông cảm một xíu nha. Hai trăm bảy mươi bốn k nha. Đây anh ơi cho em ra cái cam tàn đi anh ơi, mọi người hỏi xài đâu nè.
áo này là free size dưới 70kg bạn yêu nha. Và nếu như bạn nào mà cần tư vấn thì mình có thể comment xuống đó cho cân nặng nha. Đúng rồi, nhưng mà áo này là mọi người cứ thoải mái nha. Dưới chính là mình dưới 70kg. Đúng rồi, áo này thật tính là nó cũng to. Mọi người mình mặc cái này mình khoác đi học hay là mình đi Đà Lạt đều rất là thoải mái luôn, dễ thương lắm.